vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin nào có biết sao. Để em lớn chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe kiểu không có ai muốn nghe.